Top 3 yếu tố vĩ mô ảnh hưởng lớn nhất đến thị trường chứng khoán. Yếu tố thứ 3, tỷ giá. Đây là đánh giá sự hấp dẫn của thị trường chứng khoán trong mắt nhà đầu tư nước ngoài. Thì tỷ giá mà ổn định hoặc mất giá ít so với các cái đồng ngoại tệ mạnh như đô la chẳng hạn thì nó sẽ thúc đẩy cái sự phát triển của thị trường chứng khoán rất tốt. Ngoài ra khi mà tỷ giá ổn định thì đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI hay đầu tư gián tiếp nước ngoài PFI sẽ đổ vào Việt Nam nhiều hơn, từ đó thúc đẩy cái sự tăng trưởng và phát triển nền kinh tế, cũng như góp phần giúp Việt Nam thu hút được thêm những cái nguồn vốn cho cái sự phát triển của thị trường chứng khoán. Và tiếp theo, khi mà cái tỷ giá và nó ổn định thì đầu cơ tích trữ ngoại hối sẽ không được lên ngôi, tức là không ai người ta đầu cơ tích trữ cả, thì từ đó nguồn tiền sẽ đổ vào cho phát triển kinh tế cũng như đổ vào đầu tư thị trường cổ phiếu mạnh hơn. Ngược lại, nếu mà tỷ giá mà mất mạnh thì rõ ràng là các nhà đầu tư nước ngoài không dại gì mà đầu tư vào Việt Nam. Bởi vì khi đầu tư vào Việt Nam giả định làm ra được 15% thì lại mất giá 10% chẳng hạn, thì khi họ đổi ra cái đồng tiền của nước họ thì còn có 5%, không hấp dẫn. Hay là khi mà tỷ giá mà bị mất nhiều ấy thì người dân có xu hướng bán cái đồng Việt Nam đồng để mua đô la tích trữ chẳng hạn, thì từ đó khiến cho cái nguồn lực của nền kinh tế bị rút bớt và kinh tế kém phát triển, và thị trường chứng khoán tất nhiên là kém phát triển.